Hello, xin chào cả nhà nhá. Chào cả nhà một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe. Biển Dâu chào cả nhà một câu chào thân quen. Câu chào là luôn luôn gửi tới cả nhà bằng trái tim chân thần. Hôm nay mình lại tiếp tục lại chia sẻ cả nhà một món ăn, là thời tiết nó nắng quá cả nhà. Lại nghĩ ra tầm bây giờ mới có 7 rưỡi mà đã nắng chang chang. Đấy, cả nhà nhìn không? Mặt trời chói 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 chói. Làm một cái món dấm cá này, mới tí mà sáng là nó xoăn xoăn lá cây ớt. Món dấm cá lóc nhá. Rồi cá, mình gọi con cá sộp. Nấu dấm ăn với lại dấm bún rau thơm. Hôm nay có đầu bếp Hùng và đầu bếp Tôn nên làm cùng mình. Hai con cá sộp to lắm. Rồi cả nhà. Cú Tôn vừa mang lên đấy. Nó buông đâu rồi, cũng phải thịt nó đi thôi. To thì mất, sộp nó đánh bắt quái đó. Bù Tôn thì cá này đánh bắt quái thì rất nhiều, cá này mới là 33 ếch, mưa này có mình đi đánh vẩy chứ, bắt đầu dán lên cả nhà, xong mới giã nghệ. Đấy, nọc nước mẻ vào. Nắng quá, nắng quá hơn làm cho sớm ăn, nắng lắm quá chú ạ. Nắng này mấy anh em mới làm cấm cá sộp, cá lóc, đây gọi cá lóc hay cá sộp. Hai con này là ví dụ ba anh em mình cắt cắt nhà đấy, ví dụ đào củ nghệ cho anh ấy, trên kia rổ được không, không cần phải đào đấy. Cây nhà lá trên trần thượng hải, nó bảo là cây nhà lá bờ à, lá cầu thang. Hải chỗ này đi sơn nhà là lắng lắm này nhỉ. Tốt thế nhỉ. Đấy. Hay giờ. Đấy. Hoa nghệ à. Đây, rổ cái cây đây này. Đấy, rổ lên. Đây à? Ừ, rổ tất lên. Đấy, nghệ tươi. Ô, cái này rổ dễ hơn rổ ở đất. Ôi trời, dễ hơn. Đấy, cây nhà lan lá trên trần. Đây đây, gõ tí đất ở đây. Ừ, gõ đất không phí đặt công mãi ít đất lên. Bụi tốt lắm cả nhà. Cắm xăng mà nó lại nề đã thế nhỉ. Từng ấy đủ chưa? Đủ đây đây. Thế rồi, là vàng ré nhỉ. Quá vàng. Ừ. Thôi tẹo mới hái rau. Ừ. Thôi thì tẹo nữa mới hái rau xong. Để xuống để làm cái rau rồi hái thì nhanh. Đấy cả nhà, nắng quá này. Nắng này mình nghĩ anh em nghĩ cái bảo làm cái bát dấm cá ăn cho nó mát, ăn mấy bún nó mát mẻ thằng người cả nhà. Nóng. Mấy hôm vừa rồi mưa to. Bên này lại nóng. Bông xuống đi. Cá thì ngoài mương ngoài máng chú Tôn chú đánh bắt quái. Rau cỏ thì mua mỗi bún với lại một tí rau chuối thôi. Rau chuối là bốn rồi. Mua hai bịch ăn cho thoải mái, ăn bao nhiêu thì ăn. Rau chuối là mình phải mua, là bún rồi mua, là còn rau thơm kia rồi. Còn đây vừa mình nhận táo mèo này, nhận ship trên tận Điện Biên gửi về này. Tí ngâm rượu, thử ngâm một chum rượu táo mèo này xem nó ra sao. Thấy rau đấy em, có nhiêu ạ? À? Rán nó giòn. Nữa đi. Đây là dầu. Cho tỏi đúng không? Đã lắm. Đấy. Quay. Rồi. Đấy, nó cũng phải ra dầu đấy thì không ai bị khác. Cái chảo to này mà nó phải cho rán cái kia trước cả nhà. Chảo to luôn đấy. Hai anh em rán này xong rồi mới nọc nước mẻ, mới nghệ vào nha cả nhà này. Là phải có nghệ. Với cả nhà, nhiều nghệ vào nha. Cái giống này càng nhiều nghệ càng tốt. Giấm mẻ. Nghệ, cá chuối, ăn cái này đúng nóng nồi, là đúng bố đời luôn. Xíu đời ta điện. Ô tao làm video là người biết đấy, chứ mày mà làm cái này là tao cái lọc mẻ đâu. Ô cứ khuấy nghiền đấy, xong là chắt vào thôi, không cần cái lọc đâu.
Đấy, đây là gọi là lọc nước mẻ ba nhá cả nhà nhá. Mẻ nhưng mình chua lắm, trong này chua lắm, bác Phở đang còn kêu tê răng. Đây là nấu giấm cá chuẩn vị Bắc Bộ mình đấy. Tổ tiên truyền lại đấy. Nấu giấm cá là phải có mẻ hàng đầu. Đúng là có mẻ mà nó thơm đặc trưng này, dậy vị. Anh chuẩn bị bún bánh với lại rau thơm rau xước chuẩn bị ra nhá. Đấy nó như thế. Rượu riếc. Đấy. Anh không làm được cái này, anh lại làm việc khác. Đấy. Cả nhà mình cái video này mình là vừa đạo diễn vừa diễn viên ấy, các kiểu ấy. Đấy, chứ không phải là ăn rồi quay đâu, không có đâu. Đấy, thế là đã xong ấy cả nhà. Đấy là mình sẽ lên kiêm cấu thêm vài cái rau thơm nữa. Thế là xong. Đấy, cấu vài ngọn tía tô này ăn là nó hợp nữa cả nhà. Giấm cá. Cây nhãn của nhà. Đấy, mình làm video nó rất đời thường chân thật của mỗi bữa ăn của người Việt, thuần Việt. Thuần Việt của nhà mình làm ăn kiểu gì mình chia sẻ đúng thế. Rất chân thật. Đấy, có gì ăn vậy. Kể cả anh em đấy. Anh em là lúc nào nó rảnh rỗi nó nghỉ cả nhà. Thì lại bảo gọi vào có làm cùng ăn thôi cho nó vui thôi mà. Như thế. Chứ không phải là nhiều bạn các bạn phải có cứ nghĩ là mình có tem có pha không có đâu. Như thế. Các bạn nào xem nhiều thì các bạn biết. Nhiều bạn nói hôm nay không có ông nọ bằng kia không có, người ta phải đi làm cuộc sống riêng rồi, có ai bao ai nữa đâu. Nhớn rồi, có gia đình rồi tự phải còn đi làm đi ăn chứ, mỗi người mỗi việc đi. Đấy. Đây toàn phá rồi. Mình đi đâu đi theo đấy cả nhà. Nhằng cái này nắm rau tía tô kinh giới. Đây cây kinh giới này. Đây là tía tô. Ăn với giấm cá thì tuyệt vời. Thơm lắm cả nhà, cũng có nghệ và rất thơm, nghệ với mẻ. Đây cả nhà người ngửi cái mùi thơm mà. Cũng đặc biệt chưa? Tràn mới vừa ăn với bún rau sống ngon lắm cả nhà. Xương thơm đấy. Đấy cả nhà, hai con. To chưa? Mời cả nhà lên ăn cùng anh em mình nhá. Đấy cả nhà, bát nước chấm thần thánh của biển đây rồi. Đấy, cá và bún và rau sống các kiểu có đặc điểm. Đấy, mời cả nhà ăn cùng anh em mình nhá. Ôi, mời cả nhà nhá. Nào, anh em mình đây. Này, rượu ngô nhỉ? Đấy, cái rượu ngô thôi. Chương trình này anh em này, gần hết năm nay mới hết ngô, rượu ngô này. Chứ còn răm lít nữa. Đấy, gần chục lít đấy. Đấy. Đây là rau thơm, rau riết các kiểu con là điểu rồi đấy. Ai dạ, hai vị. Vừa bạn không? Nước ngon không? Ừ, mới một xìa này hút này. Anh Việt thì xem nước em lên rồi. Em vừa bạn kìa. Chú Hùng thì lên. Cứ bột canh này. Để yên trí rồi. Wow, được. Đấy. Cho bún vào, chấm với bún với lại cá ăn mạnh đi. Khai hỏa đi thôi. Bốc quang đi cho nó hết đi. Ăn là cấm được để thừa thì thừa là nó lãng phí là phải tội. Một bụng con này trước này tí nữa. Một bụng này. Ngang ăn gỏi cho bún vào dưới nước giấm nước mắm này. Nước mắm pha chút cay rau thơm rau thiết các kiểu con đà điểu. Ăn uống quốc vang. Mẹ sau này trồng trên trần mà lá to thế. Mỗi chuyện tốt um. Giấm cá ăn với tía tô này là hợp nhất là cả nhà. Cứ nước gạo mấy ấy mà tưới như có biển này. Đấy. Mẹ tròn bó méo thích ăn thích uống không căn cứ ở đây còn thích ăn cái gì này cứ thế bốc vác ăn kiểu gỏi cuốn ấy. Chấm xong mới gói à? Chấm xong mới gói. Chấm ăn uống này gọi là ăn uống tự sáng tạo rồi cả nhà chứ không căn cứ thì phải thích ai thích ăn gì ăn uống thế này miễn sao cứ ăn cũng phải ngon mạnh mồm là được rồi. Lại cả chấm cả nước giấm à? Cầu nữa ăn sáng tạo là lắm kiểu ăn đầy mồm quá mấy người to không nhét được rồi. Thôi thằng này mổ bụng nó trước một tí nữa này mổ bụng sợ mất ruột à sợ mất ruột thế hổm khôn lắm đấy chỉ ngay bộ ruột trước ruột này nó để bụng để đâu rồi thì ăn thoải mái không sao tự nhiên là rơi mật rồi ăn chưa rồi. Cái này mà rơi mất mật thì có gì.
sau thì thôi nha, nên phải thông cảm. Mày mình cứ phải chiến đấu là cái tính này cứ hay đề phòng, sợ bác biển bác ấy cũng tinh lắm. Đây mặt đây này. Sợ đây, đấy, đấy, mặt vẫn còn. Xanh đen này, sợ ngân mất. Đây trong này vẫn còn con cá con trong này. Mày nói cá con có đĩa đấy, được. Mày cứ sợ ra là ăn mất ngay. em bông cứ ngồi, nó không ăn đâu cả nhỉ, nó chỉ ngồi nó xem, nó thấy hay thì nó cứ xem. Nó cũng tưởng như mình nhai không ạ, kể cả cái dạ dày con này rất giòn luôn, giống vậy nó bằng dã, nó giòn, nó săn tít thì ấy. Ăn nhiều rau ở đấy, rau cỏ cây nhà nó bờ ao. Ham đi luôn. Hay. Rượu ngô. Uống này cá nấu giấm này cũng đặc biệt rồi. Làm kiểu này chắc có khi không ai tưởng tượng ra. Chuẩn. Chuẩn nó nắng làm này dễ nắng. Lắm. Đúng rồi. Đấy, nắng này có bốn như cái này hay vậy. Nướng với lại rán này này. Anh tôi là chơi mấy ăn kiểu này, nhưng bắt đầu chan nước vào. Đấy, chính là cho ăn vàng. Đấy. Quán làm sao được cái nước giấm như này? Bún đỏ chưa? Mẹ nó làm cho bao người ăn. Cho bún đỏ. Không bún chưa? À, bún là mất vị giác. Sướng đời ra điện nhỉ, mát ruột chưa? Ăn rất mát luôn. Nước chấm mình pha đúng vừa bạn nhé, dìm thoải mái. Cái này dưới bún ngon lắm. Ui giời, sướng. Nhìn cái bố ăn mà thấy thèm hết rồi. Bún nó nhiều nha, các ông ăn mạnh bún nào. Bọc bún lên thế này. Mua hẳn 2 cân ăn cho tị tã. Chưa ăn cứ sợ đói. Xuân Sơn nó bảo rồi, anh chưa ăn đã sợ đói. Thừa còn hơn thiếu, nguyên tắc của bác biển. Hùng bắt đầu lại, Hùng bắt đầu lại chơi quả đầu. Để cho nó bạch thủ trì, cho nó lên ngay. Phun ăn đầu. Cháu Tuấn nó bảo rồi, những người cầm đầu mới được ăn đầu. Mình gọi thế may quá, tao thích ăn đuôi, ăn giữa. Tuấn ăn đầu biết hưởng, phải biết hưởng cái hương vị nó mới ngon. Cháu Tuấn bảo là đi với sếp rồi gắp cho sếp cái đầu trước, tại người ta là mang tính chất là cầm đầu. Đây này, hai cục thịt cơ đây này. Ngon. Mùi vẫn còn có to mà nó chưa hết con bé. Còn to, cẩn mận vào cái bố. Bố phát vào mái của anh. Trước thì săn dùng tí một năm thuốc, giờ người ta có chẳng làm thuốc đâu. Thuốc thì không có thời gian. Dài. Gracias.
này các thanh nhí là đi học rồi chứ không, các thanh nhí coi như giờ này đã mang vào đây rồi. Bây giờ về mùa học rồi, gặp các thanh nhí nên bây giờ là khó rồi. Khó gặp rồi, chứ may chủ nhật thì gặp được rồi. Thứ bảy chủ nhật. Không cá giấm cái hoa chuối này ngon à? Anh cứ hoa chuối này chính là nói có cái gì cũng như đầu trái là người ta cho cái mắt cái chanh với nước. Thì mẻ này toàn ngọt hơn nhưng mà trò này là được đấy. Hai bên cái mang này rất ngon và hùng nó cồn lắm. Cậu chú đỏ cậu này đi vậy. Cậu đi đi. Đấy cả nhà đấy phải làm chén đây, hãm đây. Khó được rồi. Rồi. Hãm không này. Ướt đi. Ướt này. Rau chuối rau ngổ nhá cái thứ này. Mà ta dưới là cái nước vào. Cái này. Chuối chưa? Nào khen đi. Cái này thì đằng sau này cứ cá vào cái lưới hết. Mời cả nhà nha. Tôi dùng đúng là bộ này. Đấy, phẫu thuật này. Ái da. Tôi ăn mà cá mềm mà ngon. Cá này ăn sạch. Ăn cấp. Ăn. Cá này buồn bao nhiêu ngày. Ngon. Mình cứ ăn này, anh nuốt nó bọt. Mình mời nó cũng đần đần, làm hai miếng. Riêng bảo cái mang này nó không có dưới sườn luôn mà không. Nó rất rất chắc thịt. Mang như hai con má đầu. Bất kể một con nào, kể cả con vật. Đúng không? Cơ nó hoạt động. Đấy. Hôm nay kiếm được cả cái loại này. Vì rau với muống sao thì như bộ này mà xuống đắn một chén này. Đấy đi, một chén này. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ăn tầm cỡ đấy. Bông ra. Bố Hà Nội, nhanh. Nhờ nè. Cá hoàng cá nó vẫn là đặc cấp. Thứ này ta điểm. Nắng này ăn là mát. Trước đây là muốn cái chè nè, nhưng bây giờ cứ chơi này là giòn sân sân. Ngâm trong muối này, à, ngâm muối này. Muối rồi. Cống lá và ngâm trong nước muối khoảng 20 phút được, mới lúc được. Mời cả nhà nhé. Không biết mổ này là thơm. Nếu mà bình thường ăn nó không đắng là nào là cấu ngọn. Đây cả nhà hôm nay mình chia sẻ ba anh em mình cái này lại nắng quá. Đấy,
nghĩ ra mà thôi, làm cái đồi giấm cá này ăn cho nó giải nhiệt. Đấy, giải nhiệt cả diện luôn cả nhà như thế. Video nó hết thời lượng nó dài lắm rồi, xin kết thúc video đây nhá. Nhà xem muốn lần hay cho mình like và đăng ký kênh ủng hộ cho biển nha. Hẹn gặp lại các em ơi. Xin chào, hẹn gặp lại nhá. Chào nhà, đến sau nhá. No out.